cậu bé tí hon vào vòng tay yêu thương, chăm sóc của thầy hiệu trưởng nơi dẻo cao. Từ ngày mới sinh ra, em Đinh Văn Quể, thôn Gò Gia, xã Sơn Ba, huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi đã mắc một hội chứng hiếm gặp là sách cổ, người lùn, đầu chim. Căn bệnh lạ chỉ mới ghi nhận được 10 trường hợp trên thế giới, khiến cậu bé khi ấy dù đã 9 tuổi nhưng chỉ nặng chưa đầy 4 kg, cao vừa 60 cm. Có lẽ cậu bé ấy sẽ chẳng được đến lớp, chẳng được vui chơi cùng bạn bè cho đến khi em gặp được thầy Đặng Văn Cương, hiệu trưởng trường tiểu học bán trú Sơn Ba. Thầy Cương gặp Quể trong một lần tới thôn Gò Gia vận động học trò đến trường. Khi ấy, thầy Cương nói với gia đình cậu bé rằng hãy cứ nuôi đi, đến khi bé đủ tuổi đi học thì đưa đến trường của thầy. Nếu bé ở với thầy được một ngày, thầy sẽ nuôi. Và rồi 4 năm sau đó, vào năm 2016, Quể đã được bố mẹ đưa đến trường tiểu học bán trú Sơn Ba cùng thầy Cương. Tại trường, Quể được thầy dạy dỗ, chăm sóc, dạy cho em từng con chữ đến kỹ năng sinh hoạt. Câu chuyện cổ tích giữa đời thường của thầy giáo Đặng Văn Cương và cậu học trò tí hon Đinh Văn Quể đã được bình chọn là một trong 10 nhân vật truyền cảm hứng của WeChoice Awards 2018, giúp lan tỏa tinh thần nhân văn, sự tử tế đến hàng triệu người. Ngày 9 tháng 11 năm 2020, cậu học trò tí hon Đinh Văn Quể đã qua đời sau một cơn đột quỵ bất ngờ, để lại bao sự tiếc thương trong lòng những người luôn dõi theo cậu. WeChoice Awards giải thưởng thường niên do công ty cổ phần VC Corp tổ chức với mong muốn tôn vinh những con người, kể những câu chuyện truyền cảm hứng nhất. Những sự kiện, sản phẩm và công trình có ảnh hưởng tích cực tới cộng đồng đã quay trở lại với thông điệp mới, dám đam mê, dám rực rỡ. Khi chúng ta dám sống vì đam mê và dám cháy rực rỡ với khát vọng của mình, giấc mơ dẫu nhỏ bé hay lớn lao mới có thể trở thành hiện thực, biến cuộc đời này trở thành một vùng đất diệu kỳ. Cổng đề cử của WeChoice Awards 2023 sẽ chính thức mở từ ngày 18 tháng 12 năm 2023. Hãy cùng chúng tôi kể những câu chuyện về lòng dũng cảm và sự tử tế tiếp nối nhau, về những con người tuy bình thường nhưng vẫn sống một cuộc đời thật trọn vẹn và rực rỡ.